Shop online Tân Ánh xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay shop làm cái video này để test thực tế hình ảnh thật của cái nen 18 nhân nhá. Các bác như hình ảnh đã thấy đây ấy, đây là cánh đồng quê ở quê em này, ở xóm nhà em nhá, sau nhà em đây nhá. Đây bác nhìn cánh đồng này xa tết một tấc luôn. Ở phía xa kia có một cái cột vịt heo đấy nhá, có cái sóng vịt heo ấy. Đây là cái nhà hai tầng này, cách mình khoảng 250m đến 300m đấy. Đây nha các bác, nhìn bằng hình ảnh mắt thường của điện thoại nhé, camera thường nhé. Bên này có một cái nhà hai tầng mới sơn kia nhá, cách khoảng 300m nhá. Đây là hình ảnh thực tế nhá, các bác quan sát kỹ em nhá. Đây bác nhìn thấy cái chòm nhà tút ở bên kia kìa, cái nhà đỏ bên kia đấy. Nào bây giờ em sẽ gắn cái ống len này vào, gắn ống len 18 nhân này nhá. Đây, gắn ống len 18 nhân vào nhá, để anh em thấy được thực tế hình ảnh từ cái ống len này mang lại nhá. Ở đây là cái clip test hình ảnh thôi, em sẽ có một cái clip test hướng dẫn các bác cách lắp đặt và giới thiệu với các bác các phụ kiện của bộ len 18 nhân này nhá. Khi các bác lắp vào rồi các bác lấy nét nhá. Đây, như này lấy nét nhất rồi đây. Cái nhà hai tầng vừa rồi mà cách mình khoảng 250m đây nhá. Đây các bác nhìn thấy từ cái bức tranh đá ở trên nhà kia rõ nét căng luôn. Em di chuyển dần dần nhá. Các bác lưu ý đây là điện thoại chưa zoom tí nào thôi nhá. Còn đây là cái cột phát sóng viettel theo nhá. Đây cột phát sóng viettel theo này, chưa zoom luôn nhá. Đây em hơi zoom nhẹ chút này. Đấy, em hơi zoom nhẹ chút đấy. Zoom này mới là khoảng 40% đấy nhá. Cái này độ càng để im ý, thì độ ổn định càng cao nhá, hình ảnh càng đẹp. Đây em zoom thêm chút nữa nhá. Đây, đây là zoom 80% này này. Em zoom 100% luôn. Rồi, đây các bác để ý nhá. Đây cái trạm phát sóng viettel mà cách mình cả đến 600-700m ấy. Các bác hình ảnh nét trong luôn. Thế như này giả dụ như có con chim đậu ở trên này này, các bác cũng nhìn rõ rõ nhá. Nét luôn nhá. Rồi đây nhá. Đây đây. Đây là zoom này. Đây cái cảnh mà ngôi nhà đỏ tút hút phía xa đấy. Cách này ít nhất phải 700-800m đấy, mà nhìn ảnh người vẫn rõ luôn nhá. Ảnh người này có chó này. Cái này càng im càng ổn định đấy, ảnh càng đẹp nhá. Cái này zoom này zoom hết cỡ đấy. Em nhả zoom một chút nữa này đẹp hơn. Đấy, nhả zoom một chút nữa này. Thì ảnh đỡ bị vỡ hơn nhá. Đây nhá, hình ảnh xa tới tận 700-800m đấy nhá. Đây em quay sang cái nhà hai tầng mới em nói nhá. Nhà hai tầng mới sơn đây. Đây cách mình cả 300m đây. 300m, các bác ví dụ như trên này có đồng chim treo chẳng hạn. Em thì em không nhờ không treo đồng chim lên được. Đúng ra thì phải quay con chim thì anh em xem hấp dẫn hơn nhá. Cái này mà quay được đàn chim ấy thì tuyệt vời luôn. Nhưng mà thật sự với bác là giờ kiếm được đàn chim tập trung cũng hơi khó. Bây giờ là buổi chiều rồi, em tranh thủ làm cái clip để cho anh em thấy cái hình ảnh thật sự của cái len 18 nhân mang lại nhá. Đây giả dụ như trên nóc nhà này có chim sẻ đậu đi, anh em vẫn phát hiện ra bình thường nhá, trên cái chóp này kìa. Mà trong cái đó cái chóp này là cách mình khoảng 300m nhá. Cái len 18 nhân này thì độ lấy quay xa được tới tận 800m và độ cự ly gần nhất là 3m nhá. 3m thì các bác mới lấy nét được, còn gần hơn 3m là các bác không lấy nét được nhá. Sau em sẽ có một clip quay tầm 3-5m để lấy nét cho anh em mà muốn mua về quay chim đấu ấy, thì các bác quay ở cự ly gần ấy cho nét hơn ấy. Đấy, thì em sẽ có clip thực tế ở cái khoảng cách 3m-5m các bác vừa lấy nét rất tốt nhá. Đây này, đây là hai anh thợ xây này.
đang tô chát bức tường cách chúng ta phải tới 500m. 500m đấy. Đây là em mới zoom một chút thôi nhá, zoom thêm tí nữa này. Đây các bác ấy, zoom này là zoom được 50% này. Đây các bác nhìn nhá. Cái hai người kia thì ở độ cự ly xa nhá. Nhưng mà cái ngọn bưởi phía trước này, bưởi phía trước là vẫn nét căng luôn này, không phải vỡ hình ảnh này. Thế này các bác đi săn bẫy mà đi quay hình ảnh cự ly khoảng đây em quay đang bài ở bên này này. Đây ví dụ cái rổ đỏ kìa. Cứ đi hình ảnh khoảng 200m hoặc là 300m ấy thì đảm bảo là nét căng luôn nhá. Ví dụ như cái nhà 2 tầng này chẳng hạn là 250m này. Là đảm bảo hình ảnh sắc nét luôn. Hay như cái nhà 3 tầng bên này nhá. Nhà mới sơn này này. Đấy. Đây là phải 300m này. Là đảm bảo nét căng luôn nhá. Đây là hình ảnh lấy từ xa của cái zoom 18 nhân này nhá. Bây giờ em xin phép tháo cái ống zoom này ra. Tháo zoom ra nhá. Đây. Đây là hình ảnh thực tế đây. Hình ảnh thực tế mà camera điện thoại ghi lại được đây. Đây ngôi nhà ba lần cao xa phía kia nhá. Và bên này. Đấy cái chòm đỏ đỏ tút hút kìa. Mà mình vừa mới quay thấy có người xách xô ấy, rồi con chó chạy ấy. Đấy là tút hình ảnh đỏ nhỏ xíu này thôi nhá. Đấy hình ảnh nhỏ nhỏ teo teo ấy. Đấy là hình ảnh của cái nhà đây nhá. Và đây là cái hình ảnh của cái trạm phát sóng Viettel nhá. Các bác nhìn thấy đấy. Nó phải tới cả 700-800m luôn. Đây là hình ảnh thực tế của cái nhà 2 tầng bên kia này. Khi dùng cái đèn 18 nhân thì các bác vừa được thấy hình ảnh của nó rồi đấy. Anh em đi săn bẫy 200m, 300m là vô tư không phải suy nghĩ nhá. Rồi các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp với lại shop Tân Đánh nhá. Đèn 18 nhân này. Theo số điện thoại là 0916 579 838 nhá. Rồi em xin cảm ơn nhá.